Rồi, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi làm việc ngày hôm nay. Trong cái nội dung ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với anh chị chúng ta tìm hiểu về cái hoàn thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng hóa cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất. Thì hoàn thuế trong cái giai đoạn vừa qua thì càng ngày thì các cái việc mà chúng ta thực hiện về cái công tác này nó càng được chặt chẽ hơn, quy định rồi cũng như trong các cái thủ tục để tránh trường hợp trong những cái trường hợp mà trục lợi vấn đề liên quan đến hoàn thuế. Thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy đài báo đủ các cái cấp cơ quan quản lý nhà nước cũng lên tiếng về vấn đề này. Thế thì trong cái nội dung một vài các cái video, một vài những cái buổi mà tôi chia sẻ muốn nói trọng tâm về vấn đề liên quan đến hoàn thuế, để đâu đó anh chị nếu như mà thực hiện ở trong cái công tác kế toán của doanh nghiệp thì cũng biết rõ được các cái quyền lợi, trách nhiệm, các cái công việc, nghĩa vụ của mình để sao cho mình thực hiện về cái vấn đề này, chúng ta chuẩn bị tốt nhất, chặt chẽ, đúng theo quy định của pháp luật hiện hành để bảo vệ thỏa đáng cái quyền lợi của doanh nghiệp trước các cái quy định của pháp luật hiện hành. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vấn đề liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các cái doanh nghiệp bán hàng hóa cho cái doanh nghiệp chế xuất. Đấy, thế thì cái nội dung đầu tiên chúng ta cũng cần xem là cái doanh nghiệp chế xuất bản chất nó là cái gì. Thì thật theo cái quy định của pháp luật hiện hành tại điều số 20-21 khoản là 20-21 điều 2 của trong cái nghị định số 35-2022 thì doanh nghiệp chế xuất là cái doanh nghiệp mà thực hiện các cái hoạt động chế xuất trong trong khu chế xuất, các cái doanh nghiệp ở trong khu công nghiệp hoặc và trong khu chế xuất. Thế thì bản chất cái doanh nghiệp chế xuất ấy là cái doanh nghiệp mà hoạt động trong cái quá trình họ sản xuất kinh doanh của họ, xong đó họ xuất khẩu cái hàng hóa đi ra nước ngoài mà không có bán hàng hóa ở trong nước của chúng ta. Đấy thì chúng ta lưu ý thì đấy được gọi là cái doanh nghiệp chế xuất, nghĩa là chế tạo, sản xuất xong đó xuất khẩu ra nước ngoài. Đấy, thì các cái doanh nghiệp như vậy mà khi mà doanh nghiệp của chúng ta, các cái doanh nghiệp ấy mà bán hàng hóa vào trong cái cho các cái doanh nghiệp chế xuất này, đấy, thì cái hàng hóa đó, các cái hàng hóa đó được gọi là xuất khẩu, đấy, xuất khẩu vào trong khu phi thuế quan. Đấy, thì nó định nghĩa ở trong cái chuyện phi thuế quan, nó định nghĩa cho các cái doanh nghiệp trong các cái khu vực đó khi chúng ta bán cái hàng hóa vào thì chúng ta bán ở ngoài thị trường tiêu dùng ở các cái khu vực khác trên cái đất nước Việt Nam thì chúng ta phải xuất cái thuế suất theo đúng cái mặt hàng của chúng ta 5% hay 10% hay như bây giờ đang ưu đãi là 8%. Thế nhưng mà khi mà chúng ta xuất khẩu, chúng ta bán các cái hàng hóa vào trong khu chế xuất thì chúng ta được hưởng cái thuế suất là 0%. Đấy, thế thì ở trong cái nội dung này thì thế nào là cái doanh nghiệp chế xuất thì anh chị có thể tìm để mà anh chị xem các cái văn bản. Đấy, thì tôi có trích lục ở đây. Cái thứ hai đó là khoản 3 số điều 26 của nghị định số 35 thì quy định và các cái doanh nghiệp chế xuất ấy được hưởng các cái ưu đãi về đầu tư và các cái chính sách về thuế trong cái khu phi thuế quan kể từ cái thời điểm mà mục tiêu đầu tư từ cái thành lập các cái doanh nghiệp chế xuất nó ghi ở tại, thì chúng ta tìm hiểu các cái giấy tờ đấy, giấy tờ pháp lý nó nằm ở đâu thì thông thường nó ghi ở ngay ở trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đấy, trên cái giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đấy, anh chị tìm hiểu, anh chị đọc kỹ trong đấy thường bao giờ cũng có cái nội dung đấy. Đấy, hoặc là các cái giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi của các cái lần sau đấy. Đấy, thế thì khi anh chị bán hàng hóa vào trong các cái doanh nghiệp chế xuất ấy, thì hai bên khi thực hiện ký kết giao kết các cái hợp đồng thì thường bao giờ cũng phải cung cấp các hồ sơ pháp lý cho nhau. Đấy, thế thì tại sao mà khi mà các cái doanh nghiệp mà hoàn thuế khi bán hàng hóa vào khu chế xuất thì bao giờ cơ quan thuế cũng hỏi là gì, cho tôi xem cái giấy chứng nhận đầu tư của cái doanh nghiệp chế xuất kia để xem là các doanh nghiệp đấy có đúng đủ cái điều kiện đấy không. Thì đấy nó chỉ là một trong những cái thứ mà chúng ta phải xác định được. Trong quá trình thì thỉnh thi thoảng tôi cũng được các anh chị hỏi
hỏi là nhìn vào đâu để biết là bán được cái doanh nghiệp đấy là cũng là cái doanh nghiệp nước ngoài, nhưng mà có những cái doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi là chúng ta bán hàng hóa vào đó được gọi là doanh nghiệp chế xuất, còn không thì nó là các cái doanh nghiệp thông thường. Thì chúng ta nhìn vào trong giấy chứng nhận đầu tư thì chúng ta có thể biết được đấy, hoặc là các cái giấy xác nhận đăng ký cái doanh nghiệp của khu chế xuất đấy, có các cái giấy tờ khác nếu có thể, còn thông thường thì nó ghi trên giấy chứng nhận đầu tư đấy. Thế thì cái nội dung đầu tiên tôi muốn trao đổi với anh chị để chúng ta biết được thế nào là cái doanh nghiệp chế xuất, nó quy định ở trong trong cái vấn đề liên quan đến đầu tư các cái doanh nghiệp mà thực hiện sản xuất sau đó thì xuất khẩu ra nước ngoài. Vậy thì khi mà là các doanh nghiệp chế xuất ấy, thì sẽ được hưởng hưởng các cái quyền lợi ưu đãi về thuế. Thì cũng giống như cái việc mà chúng ta xuất khẩu ra bên ngoài biên giới Việt Nam, xuất khẩu ra các cái nước khác. Đấy, thì cái việc mà chúng ta tra để xác định được căn cứ pháp lý quy định ở trong luật thuế giá trị gia tăng, các cái nghị định, luật số 13 và các cái luật sửa đổi bổ sung, luật số 13 năm 2008, hội khóa 12. Rồi tiếp nữa là nghị định số 209 năm 2013 và một số các cái nghị định sửa đổi bổ sung. Đấy, và thông tư số 219 năm 2013 và một số các cái thông tư sửa đổi bổ sung. Thì để từ đó chúng ta mới biết được là cái căn cứ pháp lý là cái việc khi mà doanh nghiệp bán hàng hóa cho các cái doanh nghiệp chế xuất thì chúng ta sẽ được hưởng cái quyền lợi là thuế suất 0%, và từ thuế suất 0% thì chúng ta sẽ được hoàn thuế. Thế thì ở đây có một vài những cái điểm như cái buổi trước nói về về hàng hóa xuất khẩu và được được hoàn thuế, thì chúng ta cũng tìm hiểu đó là gì. Trong các cái trường hợp được áp dụng thuế suất 0%, đó là đối với các cái hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, có các cái hoạt động xây dựng, lắp đặt các cái công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan. Thế thì đến cái đoạn này thì khi mà chúng ta thực hiện cung ứng bán cái hàng hóa vào cho các cái doanh nghiệp chế xuất thì chúng ta được coi đó là xuất khẩu cái hàng hóa. Nó sẽ còn một cái nội dung nữa buổi sau, thứ bảy tuần sau tôi sẽ phân tích với anh chị, đó là việc là các cái doanh nghiệp xây dựng, cái trường hợp này nó rất là nhiều, đó là khi mà chúng ta xây dựng các cái nhà máy cho các cái doanh nghiệp nằm trong là các cái doanh nghiệp chế xuất ấy thì nó được nằm trong cái khu phi thuế quan này. Vậy thì cái doanh nghiệp xây dựng ấy, các cái doanh nghiệp xây dựng khi mà cung cấp cái việc mà xây dựng cho các cái nhà máy ở trong khu này thì cái thuế suất cũng là 0%. Buổi sau, tại vì cái này tôi tách ra, hôm nay tôi chỉ nói với anh chị về vấn đề liên quan đến cung ứng hàng hóa thôi, hàng hóa dịch vụ. Tại vì về vấn đề xây dựng nó sẽ có một loạt các cái hồ sơ, các cái giấy tờ. Đấy, thì tôi sẽ nói với anh chị ở buổi sau, chứ không nói hết vào một buổi, tôi sợ là không đủ thời gian. Đấy. Rồi các cái vận tải quốc tế, hàng hóa này, dịch vụ thuộc cái diện là không chịu thuế khi mà xuất khẩu này, trừ các cái trường hợp đấy thì anh chị tra cho tôi ở tại điều số 9, thông tư số 219. Để chúng ta biết được cái thuế suất 0%. Và điều kiện để chúng ta áp dụng thuế suất 0%. Khi mà chúng ta thực hiện xuất khẩu hàng hóa thì chúng ta lưu ý là gì? Nó phải có hợp đồng, có cái hợp đồng mua bán. Nó phải có cái chứng từ để khi mà thực hiện cái vấn đề đó, giao dịch thanh toán phải bằng thanh toán qua ngân hàng, không dùng tiền mặt. Rồi tiếp nữa đó là tờ khai hải quan. Tờ khai hải quan là để xác định được cái hàng hóa đó bán cái gì. Thì khi mà chúng ta vào trong các cái doanh nghiệp chế xuất ấy, thì toàn bộ các cái doanh nghiệp mà được cấp cái chứng nhận đầu tư mà được là doanh nghiệp chế xuất thì họ cũng cần phải đạt được các cái điều kiện tiêu chuẩn, ví dụ như là gì, hệ thống tường bao tường rào, để làm thế nào để mà cơ quan hải quan họ có thể quản lý được các cái hàng hóa khi xuất vào đó. Vì tại sao như vậy? Vì khi mà chúng ta thực hiện cái bán hàng hóa hoặc khu chế xuất thì nó phải đảm bảo được cái vấn đề là toàn bộ các cái hàng hóa đấy nó phục vụ cho cái việc sản xuất ở tại trong cái doanh nghiệp chế xuất đó, và sau đó thì cái hàng hóa đó đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Thế cho nên cái việc mà chúng ta bán hàng hóa vào cho cái doanh nghiệp chế xuất bản chất là xuất khẩu.
Đấy, thế cho nên các cái doanh nghiệp chế xuất khi mà họ mua các cái hàng hóa đó thì họ được hưởng quyền lợi là không, nghĩa là lúc đó chỉ mua hàng hóa thôi, còn thuế xuất giá trị gia tăng xuất hóa đơn vào đấy là 0%. Thế nhưng mà anh chị lưu ý là nó phải đủ các cái điều kiện và các giấy tờ như thế này. Đấy, thì bắt buộc là khi mà hàng hóa vào đó là phải mở tờ khai hải quan để hải quan kiểm soát được cái vấn đề các cái hàng hóa. Thế còn đương nhiên là dịch vụ thì nó không có hàng hóa thì nó không phải mở rồi. Đấy thì nó cũng giống như cái vấn đề khi mà chúng ta xuất khẩu hàng hóa hay xuất khẩu dịch vụ sang nước ngoài. Đấy, thì tôi cũng giải thích cho anh chị một chút. Anh chị có thể mở cái văn bản gốc ra, anh chị đọc để áp dụng. Đấy, thì trên tinh thần chia sẻ như này để chúng ta nắm được cái căn bản, cái quyền lợi của anh chị. Thế rồi tiếp nữa là cái đối tượng và các cái trường hợp hoàn. Thì chúng ta hôm nay cũng chỉ dừng lại nói ở trong cái vấn đề kia mà hoàn thuế đối với hàng hóa dịch vụ xuất khẩu, mà trong đó thì cụ thể đó là hàng hóa và dịch vụ mà khi mà cung ứng vào cho cái doanh nghiệp chế xuất. Thế còn các cái trường hợp khác theo quy định ở trong điều số 18 thông tư số 219 và sửa đổi bổ sung ở tại thông tư số 30 và thông tư số 25 thì anh chị có thể đọc để anh chị tìm hiểu các cái trường hợp khác, các cái quyền lợi các trường hợp khác. Còn hôm nay thì tôi chỉ nói với anh chị đó là gì, các cái đối tượng và các cái trường hợp mà được hoàn. Thì chúng ta phải xác định được khi cứ bán hàng vào cho doanh nghiệp chế xuất mà đáp ứng được đủ các cái điều kiện về cái việc xuất khẩu đấy thì chúng ta sẽ được xuất là 0% đầu ra. Thì đương nhiên là các cái VAT đầu vào tương ứng với các cái hàng hóa đó là anh chị sẽ được hoàn. Thì khi mà cái việc bán hàng hóa cung ứng dịch vụ mà anh chị thực hiện, mà cái nhóm khách hàng, tại vì bây giờ doanh nghiệp chế xuất ở Việt Nam rất là nhiều, cho nên là khi anh chị thực hiện đâu đó có thể một cái kênh, một cái đoạn, một cái chiến lược phát triển về thị trường, thì đấy là một cái những cái quyền lợi, một trong quyền lợi, và quyền lợi rất lớn cho các cái doanh nghiệp mà anh chị thực hiện bán hàng hóa chế xuất. Còn cái văn bản pháp luật thứ hai đó chính là luật quản lý thuế, nghị định số 126 và cái thông tư số 80 năm 2021 để hướng dẫn về cái vấn đề liên quan đến các cái thủ tục hành chính để chúng ta thực hiện về cái công việc liên quan đến hoàn thuế. Đấy, thế thì ở theo cái thông tư số 80 năm 2021 này thì nó sẽ có một vài những cái điểm mà anh chị lưu ý. Hồ sơ hoàn thuế, trên cái hồ sơ hoàn thuế thì nó bao gồm có một cái giấy đề nghị hoàn thuế theo cái mẫu số 01 HT trên viết tắt của từ hoàn thuế thôi. Đấy, cái giấy đề nghị hoàn này anh chị làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai, sau anh chị nộp lên trên hệ thống thuế. Ngoài ra anh chị cần có cái bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1 HT, có nghĩa là toàn bộ các cái hàng hóa dịch vụ mua vào. Thì trên cái bảng kê này anh chị cũng có một cái điểm lưu ý, đó là gì, ở cái trước kia ấy, trước cái thông tư số 80 thì bảng kê của chúng ta là lấy chi tiết theo hóa đơn, có nghĩa là tổng giá trị ở trên hóa đơn chúng ta kê vào giá trị trước thuế, thuế suất và tổng giá trị thuế VAT. Thì đến cái thông tư 80 này, đây là một cái điểm mà tôi góc nhìn của thực tế thì tôi thấy là cái đoạn này rất là hay. Bảng kê này nó yêu cầu chi tiết đến từng mặt hàng, có nghĩa là trên hóa đơn của anh chị có 10 mặt hàng, 20, 100 cái mặt hàng thì anh chị phải kê chi tiết đến từng mặt hàng. Thì cái bảng kê này nó chi tiết hơn, mà cái bảng kê này là bảng kê bắt buộc khi anh chị mua cái hàng đấy vào, ở trong doanh nghiệp của anh chị mua hàng vào, sau anh chị xuất sang cho bán hàng cho cái khu chế xuất thì toàn bộ các cái hàng hóa thì nó phải ghi chi tiết trên từng cái hóa đơn anh chị mua vào này. Cái việc này nó sẽ giúp cho các cái cơ quan, các cái cấp quản lý họ sẽ nhìn, họ sẽ xem, họ sẽ biết được là cái tính chất phù hợp giữa cái hàng hóa mua vào và hàng hóa anh chị xuất khẩu để bán ra. Đấy, thế thì ở cái thông tư 80 nó quy định cái này, tôi cho rằng là gì, rất là chi tiết, hơi vất vả cho anh chị em kế toán. Tôi cũng nhận được một vài cái thông tin là anh chị nói là gì,
tại sao lại làm như thế này, tại sao thế này thì doanh nghiệp vất vả hơn rất nhiều. Tại vì chúng ta đảm bảo được cái quyền lợi thì chúng ta phải có nghĩa vụ, chúng ta phải làm cái vấn đề đó. Toàn bộ các cái hóa đơn đầu vào anh chị phải kê chi tiết. Đấy, cho nên là gì, có thể có những cái bảng kê mà anh chị thực hiện hoàn thuế, cái bảng kê này nó lên tới mấy trăm trang. Và cái thứ ba đó là danh sách tờ khai hải quan đã được thông quan theo cái mẫu 01-2-HT, theo cái mẫu ở tại cái thông tư số 80 năm 2021 này. Đấy, thì đây là những cái hồ sơ bắt buộc khi anh chị thực hiện hoàn, anh chị phải kiểm tra để mà nộp lên trên hệ thống. Đấy, hai cái bảng kê này là nó nộp cùng với cái giấy đề nghị hoàn lên hệ thống điện tử. Tiếp nữa đó là gì, trong quá trình khi thực hiện hoàn thuế thì nó chưa bao giờ là đơn giản hết. Tại vì chúng ta cần phải chuẩn chỉ ngay từ tất cả những cái thứ hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, làm cho sạch sẽ, kê khai từ giao dịch mua vào bán ra. Mua vào gồm có các hồ sơ giấy tờ gì, từ hợp đồng xong đến hóa đơn, trong chứng từ thanh toán qua ngân hàng, các cái giao nhận hàng hóa của lô hàng nào, nó phải rất là minh bạch, chi tiết. Nó tương tự như vậy, anh chị bán ra cũng vậy. Thì đấy, bán ra thì nó phải đáp ứng được bốn cái chứng từ mà chúng ta có nói, đó là gì? Có bán ra thì có hợp đồng, có hóa đơn, có tờ khai hải quan, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Và những cái hồ sơ liên quan đến cái vấn đề là vấn đề xuất khẩu. Đấy, thì anh chị phải biết được là gì? Nó phải rất chặt chẽ. Không, từ các cái hồ sơ giấy tờ chứng từ đó anh chị thực hiện ghi sổ kế toán, lập ra các tờ khai thuế, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, cái tờ khai về thu nhập cá nhân và báo cáo tài chính. Toàn bộ các cái báo cáo này anh chị, số liệu phải rất là sạch sẽ. Trong cái quá trình khi mà thực hiện về vấn đề liên quan đến hoàn thì sẽ cần phải phân tích chéo tất cả các cái báo cáo này. Ví dụ so sánh giá trị gia tăng với thu nhập doanh nghiệp, đấy, xem nó có bị vênh báo gì không, ngay cả trong quyết toán cũng đã phân tích cái này. Rồi là các cái báo cáo như giá trị gia tăng với báo cáo tài chính, các cái sổ sách liên quan, phân tích các cái chỉ số trên báo cáo tài chính để mà phòng ngừa các vấn đề liên quan đến rủi ro. Cố gắng, anh chị lưu ý là nếu như anh chị về nguyên tắc là doanh nghiệp nào cũng cần phải làm chặt chẽ, minh bạch về các cái thông tin về tài chính, nhưng đặc biệt là các cái doanh nghiệp mà anh chị được hưởng các cái quyền lợi về ưu đãi thuế, hoàn thuế, thì anh chị cần càng phải hồ sơ anh chị cần phải chuẩn bị rất sạch sẽ. Tiếp đến nữa đó là các cái chứng từ. Đấy thì tôi có vừa nói rồi, trong hệ thống chứng từ, toàn bộ tất cả các loại chứng từ của anh chị nó phải được minh bạch, rõ ràng, lưu trữ quản lý sạch sẽ, tính chất phù hợp giữa hàng hóa dịch vụ mua vào và hàng hóa xuất khẩu ra. Trong trường hợp doanh nghiệp của anh chị nếu có bán hàng hóa có cả trong khu phi thuế quan là các doanh nghiệp chế xuất và có cả cho các doanh nghiệp khác, thì trong quá trình đó anh chị có thể sẽ thực hiện các vấn đề hạch toán riêng độc lập, hoặc là anh chị tốt nhất là hạch toán độc lập được. Có nghĩa là gì, anh chị tách riêng cái phần mà anh chị bán trong khu chế xuất và các cái hóa đơn hàng hóa chứng từ anh chị tách kê riêng để biết được lô hàng nào, hàng hóa nào mà thực hiện xuất khẩu. Anh chị thực hiện được như thế thì là cái tốt nhất. Và nếu trong trường hợp mà không thể, các hàng hóa nó quá chi tiết tỉ mỉ thì nó cũng phải được tổng hợp và phân tích để phân bổ giữa cái thuế VAT đầu vào cho cái hàng hóa bán trong nước và hàng hóa thực hiện bán cho các cái doanh nghiệp chế xuất, xuất khẩu, để chúng ta lấy ra được cái tỷ lệ, để phân tích cái tỷ lệ để cái việc hoàn đó nó có tính chất phù hợp. Đấy, thì anh chị lưu ý cho tôi trong cái vấn đề này nhá, về vấn chứng từ và sổ kế toán. Thế còn tốt nhất, tại vì trong quá trình khi chúng ta thực hiện hoàn thì anh chị ở bên thuế, các cái bộ phận phòng ban khác thẩm định kiểm tra họ luôn luôn phải đi tìm phân tích để xác định được cái tính chất minh bạch, tính hợp lý ở trong cái đoạn này. Thế cho nên trong cái quá trình khi mà chúng ta thực hiện về vấn đề liên quan đến hệ thống ghi chép sổ sách kế toán, hệ thống chứng từ,
không thể nào mà chung chung bao biện được. Đấy, thì tôi có nói với anh chị là như vậy. Thế thì thông qua cái nội dung của cái buổi ngày hôm nay, tôi cũng sẽ dành một ít phút để chúng ta cùng nhau trao đổi về cái phần 1, đó là về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các cái doanh nghiệp mà chúng ta bán hàng hóa vào trong cái khu chế xuất, các cái doanh nghiệp chế xuất, để chúng ta được quyền thực hiện hoàn cái thuế giá trị gia tăng tương ứng với cái giá trị hàng hóa mà anh chị bán vào. Đấy, thì đấy là một vài những cái điểm, một cái điểm lại. Đấy, tuy nhiên rằng ví dụ như là gì, giá trị thuế của anh chị bán vào trong đấy nó phải là bao nhiêu tỷ, đó, quy định của pháp luật thì từ 300 triệu trở lên thì chúng ta có thể có thủ tục liên quan đến hoàn. Nhưng trong thực tế thì 300 triệu thì chúng ta để khấu trừ, chúng ta bù trừ, chứ chẳng ai đi làm hoàn như vậy cả. Thế tuy nhiên rằng là trong quá trình khi mà cái giá trị hàng hóa, các cái lô hàng, các cái hàng hóa cung ứng vào trong đó giá trị rất lớn, thì thuế VAT đổ vào để phục vụ cho cái hàng hóa bán vào trong khu chế xuất, xuất khẩu trong đó, thì chúng ta cần phải hoàn về để đảm bảo được quyền lợi cho chính cái doanh nghiệp của chúng ta. Thì thông qua những cái vấn đề đó, anh chị cũng nắm được tổng thể để từ đó biết được quyền lợi của mình, để thực hiện cho nó thỏa đáng các cái lợi ích của doanh nghiệp trước cái quy định của pháp luật hiện hành. Thì đấy là cái phần mà tôi muốn chia sẻ với anh chị trong cái buổi ngày hôm nay. Buổi sau tôi sẽ nói với anh chị là tiếp tục về cái việc mà các cái doanh nghiệp xây dựng thực hiện về cái việc mà xây dựng nhà máy cho các cái doanh nghiệp thuộc diện là chế xuất, thì cái việc hoàn đấy sẽ được thực hiện như thế nào và những điểm gì anh chị cần lưu ý. Thì hẹn gặp lại anh chị vào cái buổi thứ bảy tuần sau, tôi sẽ chia sẻ trong phần này. Đấy, hôm nay thì tôi chỉ nói tổng thể về hàng hóa và dịch vụ thôi. Đấy, thì các cái doanh nghiệp xây dựng thì đây lại là một cái phần, một cái giá trị xây dựng một cái nhà máy nó khoảng rất là nhiều tỷ, hàng trăm tỷ, hàng nhiều trăm tỷ, thì đấy lại là những cái thứ mà chúng ta lại cần lưu ý. Thì cái nội dung của phần 1 buổi hôm nay tôi xin kết thúc ở đây. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe cái sự chia sẻ của tôi trong video này. Rất là mong anh chị em ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký vào kênh, like và share cái video để chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các cái video tiếp theo phục vụ cho anh chị phát triển về nghề kế toán, về thuế, để chúng ta phát triển cái công việc kế toán của doanh nghiệp của anh chị một cách tốt nhất. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn.